Ankato xây nhà cùng bạn, Ankato xây nhà cùng bạn. Rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh Ankato xây nhà cùng bạn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với anh chị một cái mẫu biệt thự thiết kế dạng cổ điển rất là đẹp mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho khách hàng ở tỉnh Hưng Yên. Bạn Caramel thì chuyển gần lại để chúng ta nhìn cái không gian của công trình. Đây là công trình dạng cổ điển rất là đẹp, mặt tiền là 9m, chiều sâu nhà 12m. Và với không gian bố trí thì các anh chị nhìn ở dưới tầng 1 thì phần cửa gỗ lim và cổng thì là sắt mỹ nghệ hoa văn rất là đẹp. Và các cái ô cửa sổ cuốn vòm đắp vẽ và cái phần hệ mái phía trên chúng ta xây thu hồi và dán ngói rất là đẹp. Và phía trên thì có các cái điểm nhấn trang trí. Với công trình này thì chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng, thì bạn Caramel sẽ di chuyển gần phía dưới thì tôi sẽ mở anh chị từng trang một để các anh chị nhìn nó rõ hơn. Và đây thì hai bộ hồ sơ chúng tôi đều thiết kế giống hệt nhau thì các anh chị có thể nhìn. Chúng ta sẽ mở cái bộ hồ sơ này. Thì đây với cái không gian của công trình như này thì các anh chị nhìn thì nó sẽ rõ hơn. Đây, đây là các anh chị theo cái đầu bút tôi chỉ đây các anh chị nhé. Với cái đầu bút đây thì không gian mặt tiền chính của ngôi nhà. Và đây thì các anh chị có thể quan sát cái hệ mái phía trên tổng thể và không gian kích thước đất của công trình. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn cái sơ đồ công năng hợp. Chúng tôi tính toán theo phong thủy, theo tuổi. Đấy, kích thước mặt tiền là 9m thì bao gồm chúng ta bước 5 bậc vào đây khu vực phòng khách, chúng ta vào trực tiếp phòng khách kết hợp với phòng thờ và đây khu vực bếp và một phòng ngủ của anh chị nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến thứ 2D thì đơn vị chúng tôi có bản vẽ 3D rất là chi tiết. Còn lên trên tầng 2 chúng ta bước 23 bậc thì chúng ta sẽ vào phòng ngủ số 3, số 4, số 2. Trên này chúng ta có 3 phòng ngủ và các phòng ngủ số 4 14m², phòng ngủ số 3 13, phòng ngủ số 2 14 và khu vực ban công, khu vực phòng sinh hoạt chung và ban công. Đấy, cứ 2D thì chúng tôi có bản vẽ 3D rất là chi tiết đầy đủ cho các anh chị về cái thông số kích thước và các cái hệ phào chỉ đắp vẽ chúng tôi làm rất là kín này. Đấy, rất là kỹ cho các anh chị để các anh chị nhìn nó tốt nhất về cái sơ đồ của mô hình công trình này. Đấy, thì đây là mô hình đã được hoàn thiện. Đây là cái sơ đồ mặt bằng trần thạch cao tầng 1. Đấy, tiếp theo thì chúng ta đến các cái đây cái họa tiết hoa văn của không gian cửa này, chúng ta nhìn rất là đẹp. Đấy, cửa. Rồi, khu vực cửa sổ, cuốn vòm, các phần kính và số lượng chúng tôi cũng thống kê rất là chi tiết ở đây. Tiếp theo thì phần bản vẽ phần kết cấu công trình này thì chúng tôi sử dụng nó là phần móng băng anh chị nhé. Móng băng. Đấy. Sơ đồ móng và tất cả thì chúng tôi đã bố trí đây. Móng băng đây các anh chị này. Đấy, sơ đồ móng băng. Đấy, kết cấu đây. Sau bản vẽ kết cấu thì sẽ đến bản vẽ điện nước, khu vực cầu thang, chúng tôi cũng tính toán rất là kỹ cho gia đình. Đấy, sơ đồ bản vẽ điện nước đây. Các anh chị nhìn đầy đủ. Thì một bộ hồ sơ đầy đủ thì chúng tôi đã hoàn thiện xong và bàn giao cho gia đình. Thì cũng qua video này, chân thành cảm ơn tất cả quý cô bác, anh chị luôn luôn đồng hành và ủng hộ đơn vị nhà đẹp các anh chị nhé. Thì các anh chị mà cần tư vấn thiết kế không gian nhà đẹp thì hãy liên hệ ngay với Ankato. Cái số hotline là 0386 325 566, chúng tôi sẵn sàng phục vụ nhé. Rất là biết ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.